Nếu ở phụ nữ có một khuôn mẫu nhất định về tính nữ là phải sinh đẻ, một chồng hai con, thì ở nam giới thiếu hẳn một khuôn mẫu lành mạnh về hình tượng nam tính để đàn ông có thể nương theo và phát triển bản thân. Đó là lời nhận xét của cây bút Narcy Nguyen tại Spiderum khi thực hiện các nội dung trong video lần này về chủ đề khủng hoảng danh tính ở nam giới. Chỉ mới rất gần đây, mạng xã hội ngập tràn các thông tin về sự kiện fashionista Cao Minh Thắng, hay còn gọi là The Cao, có những tác động vật lý với người yêu của mình. Trước đó, ca sĩ Vũ Đình Trọng Thắng của ban nhạc ngọt cũng vướng vào những bê bối với vợ cũ, khiến khán giả quay lưng và đòi tẩy chay anh sau những gì được phơi bày trước công chúng. Hai ví dụ vừa rồi cũng chỉ là những chi tiết nhỏ trong một bức tranh rộng lớn hơn về những gì đang diễn ra phía sau vẻ bề ngoài được cho là mạnh mẽ của những người đàn ông Việt Nam. Khi xã hội phát triển nhanh chóng hơn, các giá trị cũ dần lỗi thời và bị thay thế. Nam giới ở Việt Nam hiện không có một định hướng rõ ràng về việc mình nên trở thành một hình mẫu như thế nào và hướng tới những giá trị gì cho bản thân, gia đình và xã hội. Rất nhiều người lạc lối, rơi vào khủng hoảng để rồi những hành động bạo lực với chính những người thân yêu diễn ra. Nguyên nhân cho tất cả những vấn đề này sẽ được giải thích kỹ càng hơn trong các phần tiếp theo của video này. Ngoài ra, nội dung video sử dụng rất nhiều các trích dẫn từ bài nghiên cứu Nam giới và nam tính trong một Việt Nam hội nhập, những phát hiện chính và hàm ý đối với bình đẳng giới của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS. Theo nhận xét từ phía Spiderum chúng mình và cây bút Narcy Nguyễn, đây là một nghiên cứu rất chi tiết và đặc biệt, có hàm lượng thông tin khoa học cao để các khán thính giả có thể tham khảo. Link bài nghiên cứu đã được chúng mình gắn ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn hứng thú, hãy ghé vào để tìm đọc nhé! Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi sâu và tìm hiểu về những khủng hoảng danh tính ở nam giới ngay sau đây. Khủng hoảng nam tính và các định nghĩa nền tảng. Đầu tiên, hãy cùng đến với 3 định nghĩa bao gồm chuẩn mực giới, nam tính và nam tính chủ đạo. Theo nghiên cứu của ISDS, chuẩn mực giới quy định nam tính là gì, nữ tính là gì và nam giới và phụ nữ nên ứng xử thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp theo, bài nghiên cứu của Viện Nghiên cứu và Phát triển Xã hội nêu định nghĩa về nam tính và nam tính chủ đạo như sau. Nam tính là một mô hình cụ thể của các hành vi hoặc thực hành xã hội có liên quan đến những ý tưởng về cách nam giới nên ứng xử và vị trí của họ trong quan hệ giới. Nam tính chủ đạo là một kiểu nam tính được đánh giá cao nhất và được lý tưởng hóa để biện minh cho sự thống trị của nam giới đối với phụ nữ nói chung và cho phép một số nam giới đứng trên những nam giới khác. Nói về nam giới mà không nói về sự gia trưởng là một thiếu sót. Bài nghiên cứu của ISDS nói rằng những xã hội nơi con người được xếp hạng theo vị thế của họ được gọi là những xã hội phân chia đẳng cấp. Việc đặt ra nhiều giá trị và đi theo đó cũng là vị thế cho nam giới và trẻ em trai cao hơn phụ nữ và trẻ em gái là kết quả của sự phân biệt đẳng cấp dựa theo giới. Sự phân biệt đẳng cấp theo giới này được gọi là gia trưởng. Mối quan hệ giữa nam tính chủ đạo và sự gia trưởng được trang Gender and Lead Utopia Dystopia nói như sau. Về mặt giới tính, quyền bá chủ được sử dụng để mô tả sự thống trị của chế độ phụ hệ, sự gia trưởng là sự kiểm soát mà đàn ông có và đã có đối với phụ nữ và xã hội. Năm phát hiện quan trọng về cuộc nghiên cứu về nam giới của ISDS. Theo bài nghiên cứu nam giới và nam tính trong một Việt Nam hội nhập, nhân dạng nam giới được xã hội định hình thông qua một quá trình tương tác văn hóa phức tạp, trong đó nam giới học hỏi các kịch bản giới phù hợp với nền tảng văn hóa của mình và họ điều chỉnh những kịch bản đó để khiến chúng được chấp nhận. Do vậy, trải nghiệm nam tính là không đồng nhất và không phổ quát cho mọi nam giới trong xã hội. Có 5 phát hiện quan trọng trong cuộc nghiên cứu này sẽ được phân tích kỹ hơn trong các nội dung tiếp theo sau đây. Phát hiện 1. Hình mẫu người đàn ông đích thực, củng cố những chuẩn mực nam tính truyền thống là những chuẩn mực đã duy trì ưu thế của nam giới so với phụ nữ. Phần lớn những người trả lời, bất kể độ tuổi, hoàn cảnh xuất thân và địa bàn sinh sống, đều nhấn mạnh giá trị trọng tâm của một người đàn ông đích thực, đó là vai trò về bổn phận gia đình. Có thể là hai tiêu chí quan trọng nhất là trụ cột gia đình và kiếm đủ tiền nuôi được vợ con. Đây là lý do vì sao rất nhiều nam giới bị ám ảnh bởi đồng tiền, vì có tiền mới lo được cho gia đình. Điều đó dẫn đến một cuộc tranh luận là chọn tình yêu hay chọn sự nghiệp. Đa phần nam giới còn trẻ sẽ chọn sự nghiệp. bởi có sự nghiệp rồi mới có tiền, rồi những điều tốt đẹp khác sẽ đến. Đó là họ nghĩ vậy. Tuy nhiên, những phân tích định lượng của nghiên cứu này cho thấy có những biến thể trong quan niệm về hình mẫu người đàn ông đích thực của các nhóm nam giới. Nam giới trẻ, nam giới sống trong khu vực đô thị, nam giới có học vấn cao và nam giới tham gia nhiều vào toàn cầu hóa dường như có ít quan niệm và thực hành liên quan tới những chuẩn mực nam tính truyền thống, cứng nhắc. Điều này làm tôi nhớ đến người chồng của chị Chi Nguyen, The Present Writer, anh Joey Vũ. Trong khi nhiều người cho rằng phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của một người phụ nữ, anh Joey chấp nhận lùi về sau để chị Chi có thể tập trung cho sự nghiệp. Trong một đoạn trích trong bài viết "Chồng tôi dạy tôi điều gì về bình đẳng giới", chị Chi đã viết rằng chồng tôi từng làm chủ nhà hàng, sau đó muốn lập gia đình với tôi nên bỏ doanh nghiệp đến thành phố mới để làm thuê. Khi tôi đã có con nhỏ nhưng muốn đi làm, chồng tôi lại tình nguyện ở nhà để làm bố toàn thời gian. Mỗi lần tôi nói cảm ơn anh nhiều vì đã làm việc nhà, chồng tôi đều trả lời em không phải nói cảm ơn, đây là việc của anh. Đọc hết bài viết, người theo dõi cũng cảm thấy được một tư tưởng rất mới, rất hiện đại của anh Joe. Phát hiện thứ hai, các chuẩn mực nam tính truyền thống tác động tiêu cực đến nam giới. Trong bài viết này, ISDS phân tích rằng nhiều chuẩn mực nam tính có thể dẫn tới những trông đợi quá lớn cũng như những khắc chế đối với bản thân người đàn ông và người khác. Phân tích sâu hơn, những phát hiện của cuộc nghiên cứu cho thấy một người đàn ông càng có chuẩn nam tính truyền thống thì người đó càng có nhiều hành vi kiểm soát và bạo lực đối với vợ, bạn tình của mình. Do vậy, có việc làm được trả lương cao đã trở thành một biểu tượng quan trọng về nam tính. Tài chính và sự nghiệp được phát hiện là hai vấn đề gây áp lực lớn nhất cho nam giới cả nông thôn và đô thị. Gần như 1/4 nam giới tham gia khảo sát đã thừa nhận họ cảm thấy áp lực trong cuộc sống, trong đó có hơn 80% cảm thấy bị áp lực về tình trạng tài chính, gần 70% bị áp lực về sự nghiệp. Áp lực đối với nam giới có xu hướng giảm dần theo độ tuổi nhưng lại gia tăng theo trình độ học vấn và với thời gian làm việc. Những áp lực này có thể gây tác động bất lợi lên sức khỏe tâm thần của nam giới, đặc biệt là nhóm nam giới trẻ và nam giới sống ở khu vực đô thị. Họ là những nhóm có tỷ lệ trải nghiệm những cảm xúc tiêu cực cao hơn trong 12 tháng trước thời điểm khảo sát. Trong cuốn sách Ý nghĩa của sự điên loạn, bác sĩ Neil Burton đã có nói rằng nữ giới có tỷ lệ bị trầm cảm gấp đôi đàn ông. Tuy nhiên, so với phụ nữ, nam giới có khả năng tự tử cao hơn gấp 3 lần ở Úc, cao hơn gấp 3,5 lần ở Mỹ và cao hơn 4 lần ở Nga và Argentina. Bởi một đặc điểm quan trọng của nam giới chính là xã hội điều kiện hóa họ rằng nam giới thì không được nhiều chuyện, không than vãn, không yếu đuối. Điều này dẫn đến việc nam giới nuốt hết những nỗi đau vào trong lòng và cảm thấy khó khăn khi bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Bác sĩ Burton cũng nói rằng đàn ông thường đối mặt với khó khăn bằng cơn nóng giận hay lạm dụng rượu và chất kích thích. Những áp lực này họ không chỉ đặt lên bản thân mà còn đặt lên cả nữ giới, như phát hiện tiếp theo. Phát hiện thứ ba, nam giới còn nhiều chuẩn mực mang tính định kiến giới, cản trở quyền năng của phụ nữ và biện minh cho sự phân biệt trên cơ sở giới. Chuẩn mực giới thiên lệch vẫn còn phổ biến trong suy nghĩ của nam giới về nam giới và phụ nữ. Sau đây chính là những chuẩn mực giới phổ biến trong quan niệm của nam giới. Chúng ta có thể thấy rằng những chuẩn mực giới này ảnh hưởng mật thiết đến vai trò giới. Nữ giới chủ yếu nắm những vai trò như là sản xuất và tái sản xuất, không được xem trọng bằng vai trò sản xuất và cộng đồng như là nam giới. Bài báo của ISDS cũng chỉ ra rằng nam giới nói về phụ nữ đầu tiên là nữ công gia chánh, đảm đang thu vẹn gia đình, rồi thương chồng yêu con, rồi mới đến công việc xã hội. Về điều này, một người nam giới 43 tuổi ở Hà Nội chia sẻ quan điểm: một người vợ tốt trước hết phải là một người nội trợ giỏi, tiếp theo phải là người yêu thương chồng con, sau đó mới là có một công việc tốt. Tức là vai trò tái sản xuất được xem là chuyện đương nhiên phải làm đối với nữ giới, trừ lại vai trò sản xuất. Điều này không những làm nghiêm trọng hơn tình hình bất bình đẳng giới mà còn đặt thêm áp lực phải kiếm thật nhiều tiền lên đôi vai của cánh đàn ông. Phát hiện thứ tư, nam thanh niên thuộc thế hệ thiên niên kỷ ở đô thị là những tác nhân của lệch chuẩn tích cực. Một điều đáng mừng mà bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm nam giới trẻ tuổi, nam giới sống ở đô thị, những người có học vấn cao và nam giới tham gia nhiều vào toàn cầu hóa, có xu hướng chịu ít ảnh hưởng của những khuôn mẫu truyền thống, khuôn mẫu nam tính cứng nhắc và những chuẩn mực mang tính định kiến đối với phụ nữ. Thái độ của nhóm nam thanh niên thế hệ thiên niên kỷ ở đô thị về nam tính, về hôn nhân, gia đình, về phụ nữ và bình đẳng giới đang chuyển dịch theo hướng tích cực. Đây là những dấu hiệu của lệch chuẩn tích cực so với phân công lao động giới truyền thống. Phân công lao động trong hộ gia đình. Trong cuộc sống gia đình của nam giới hiện nay, công việc nội trợ hàng ngày như là nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa chủ yếu là do phụ nữ đảm nhiệm. Ngược lại, người chồng chịu trách nhiệm chính về đối thoại như là đại diện gia đình đi giao tiếp với chính quyền và cộng đồng và tham gia vào các hoạt động của dòng họ. Ra quyết định trong gia đình. Nhìn chung, người chồng là người có tiếng nói quyết định trong các chi tiêu và đầu tư lớn của gia đình. Trong khi đó, người vợ là người quyết định các chi tiêu hàng ngày. Tuy nhiên, những người trẻ tuổi ở độ tuổi từ 18 đến 29 có xu hướng quyết định cùng với vợ nhiều hơn so với nam giới ở các nhóm tuổi cao hơn. Tỷ lệ cả hai vợ chồng cùng đưa ra quyết định ở đô thị cũng cao hơn ở nông thôn. Ví dụ, để chi tiêu khi đầu tư lớn, ở đô thị có 53,7% nam giới ở độ tuổi từ 18 đến 29 quyết định cùng vợ, trong khi tỷ lệ này ở thanh niên nông thôn là 37%. Tương tự, đối với các chi tiêu hàng ngày của gia đình, ở đô thị có 34,3% nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 29 quyết định cùng vợ họ. Trong khi ở nông thôn, tỷ lệ này ở nhóm nam giới tương ứng là 22,8%. Sở hữu tài sản. Tỷ lệ nam giới sở hữu những tài sản có giá trị của gia đình cao hơn nhiều lần tỷ lệ này ở phụ nữ, mà chữ tiền đi liền với chữ quyền. Cụ thể, tỷ lệ người chồng là chủ sở hữu duy nhất của bất động sản cao hơn gần 7 lần tỷ lệ này ở người vợ, 28,2% so với 4,5%. Tương tự, tỷ lệ chỉ có người chồng sở hữu những tài sản lớn như là ô tô, phương tiện sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất có giá trị cao hơn nhiều lần tỷ lệ người vợ là chủ sở hữu duy nhất. Tương tự, kết quả nghiên cứu định tính cho thấy, mặc dù tình trạng chỉ có nam giới là người sở hữu những tài sản có giá trị trong gia đình vẫn là phổ biến, nhưng những nam giới trẻ tuổi lại có xu hướng sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu tài sản với người vợ của mình. Bạo lực gia đình. Nhìn chung, nam giới có hành vi bạo lực thể xác và xúc phạm bằng lời nói đối với vợ hay là bạn tình của mình nhiều lần hơn so với phụ nữ bạo hành chồng hay là bạn tình của mình. Đặc biệt, tỷ lệ người chồng đã có hành vi bạo lực về thể xác đối với vợ là 8,1%, cao hơn gấp đôi với tỷ lệ người vợ có hành vi bạo hành chồng là 3,9%. Điều này phát sinh từ hình mẫu về sinh lực, sẵn sàng sử dụng sức mạnh khi cần để bảo vệ danh tính của mình. Tức là đàn ông phải có tiếng nói, không nói được thì dùng vũ lực để chứng tỏ quan điểm. Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tư tưởng gia trưởng đã ăn sâu vào nếp nghĩ của đàn ông Việt Nam là nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực gia đình. Theo đó, một người đàn ông tự cho mình là chủ gia đình, có quyền được giáo dục, đưa vợ con vào khuôn phép. Có thể ví dụ với sự việc của The Cao, một nhân vật tai tiếng gần đây về việc tăng tương tác với người yêu là Lâm Minh, dẫu chỉ là một chuyện rất nhỏ về việc sắp xếp thức ăn ở trên bàn. Mẹ The Cao là người tác động vật lý trước và Lâm Minh không chịu đứng yên để bị đánh. Về chuyện này, The Cao xem nó chỉ là một cuộc khủng hoảng truyền thông, chỉ xử lý với cánh báo chí, chứ không xử lý cốt lõi của vấn đề là tính cách của mình. Cũng không có một hành động cụ thể nào để bù đắp và xin lỗi Lâm Minh. Anh chia sẻ với cánh nhà báo, dùng từ ngữ nói giảm nói tránh hành động của mình. Sự việc này đã dấy lên một hồi chuông cảnh tỉnh và xã hội đã ý thức hơn về sự gia trưởng, không còn im lặng trước bạo lực gia đình. Mong rằng The Cao sẽ quản trị cơn giận dữ của mình tốt hơn, không chuyển hóa thành tương tác nữa. Dẫu vậy, một tín hiệu tốt là khi nhóm nam giới lệch chuẩn tích cực đang tìm kiếm những cách tự do hơn để thể hiện nam tính mà không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực cứng nhắc. Phát hiện thứ 5, đại dịch Covid-19 có tác động đa dạng đến nam tính và bình đẳng giới. Dẫu đã 4 năm trôi qua từ đại dịch Covid-19, sẽ là một thiếu sót nếu không nói đến tác động to lớn của nó tới cả nam giới và phụ nữ nói riêng, cũng như tới bình đẳng giới nói chung. Tuy vậy, tôi sẽ chỉ tóm tắt chúng như sau. Kiểm soát hành vi, lạm dụng tài chính, cũng như bạo lực gia đình về tâm lý, thể chất và tình dục đã xảy ra thường xuyên hơn, ít nhất 70% so với thời kỳ trước khi bùng phát. Sự xuất hiện của bạo lực gia đình chủ yếu do các tác động tiêu cực gián tiếp đến tình trạng kinh tế của hộ gia đình và các biện pháp ngăn chặn dịch. Dấu hiệu của khủng hoảng tình nam. Dẫu rằng khác biệt về khuôn mẫu, nữ bị ép vào một khuôn phải sinh đẻ, trong khi khuôn mẫu gia trưởng của nam giới đã lỗi thời. Không có nhiều khác biệt về dấu hiệu khủng hoảng hiện sinh giữa nam và nữ. Theo trang lookingcenter.com, những dấu hiệu ấy chủ yếu như sau. Đặt câu hỏi về sự hiểu biết cơ bản của bạn về bản thân mình. Cảm thấy lo âu, bồn chồn hoặc không hài lòng với cuộc sống. Thay đổi giá trị bản thân để phù hợp với bất kỳ môi trường, tình huống hoặc mối quan hệ nào. Khó khăn trong việc trả lời các câu hỏi về bản thân. Không thể tin tưởng rằng chính mình có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Theo Nathalie Ok, nhà trị liệu tâm lý lâm sàng, nam giới cảm thấy ít quyền lực và hy vọng hơn trước đây. Khủng hoảng xảy ra khi nam giới đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Họ sợ không hoàn thành được những mong đợi của bản thân. Họ bị ảnh hưởng bởi những định kiến của những người xung quanh, đặc biệt là quan niệm của xã hội về nam tính và ý nghĩa của việc trở thành một người đàn ông. Vậy, giải pháp là gì? Cách giải quyết khủng hoảng nam tính. Cốt lõi của việc giải quyết là dành thời gian để trải nghiệm, hiểu bản thân và tìm ra giá trị của mình. Thừa nhận và chấp nhận những cảm xúc của mình. Khám phá những niềm tin và sở thích của bản thân. Học về các danh tính khác nhau, tương tác với nhiều người khác nhau. Xem xét lại những mục tiêu của bạn. Xem xét cách các chuẩn mực văn hóa và gia đình ảnh hưởng tới bản thân như thế nào. Tìm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè, người yêu và những chuyên gia tâm lý khi cần thiết. Kết luận. Để được nam tính theo cách bản thân và xã hội muốn, có khi lại là một cuộc đấu tranh cả đời. Tuy nhiên, ta nên thẳng thắn đối diện với nó. Bạn nên mường tượng ra bản thân mình muốn trở thành một người đàn ông như thế nào, chọn lọc những ý kiến đến từ xã hội và đánh giá xem có nên quan tâm nó hay tách biệt chúng ra. Xác định vấn đề đúng đắn sẽ dẫn đến giải pháp đúng đắn. Đó là tất cả những gì đã và đang diễn ra trong một cuộc khủng hoảng nam giới, Việt Nam dù không mong muốn cũng phải đối mặt, theo cây bút Narcy Nguyen và bài nghiên cứu Nam giới và nam tính trong một Việt Nam hội nhập, những phát hiện chính và hàm ý đối với bình đẳng giới của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Bạn nghĩ sao về các nội dung trong video lần này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để cùng thảo luận với chúng mình nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spiderum, còn mình là Pink Dot. See ya!